Thông tin từ bốn thám tử này không hoàn toàn giống nhau, dù trong lòng bố mù cảm thấy phức tạp, vẫn phải an ủi vợ trước. Con trai mà, có tí sở thích cũng bình thường. Thôi, con đít ngoan, đều tại người khác gọi nó như vậy cả. Lúc này tiếng bước chân từ hành lang chuyển đến. Nhanh, nhanh, thu dọn hết đi. Gặp lần đầu đừng làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ, anh chị của nó đều ở đây cả. Đi ngang qua liền cho bà lão một cái tát trời giáng, còn đổ nước bọt vào người bà ta. Người đàn ông phía sau vừa định giúp đỡ thì bị bác sĩ đồng ý ngăn lại. Anh ta dùng chỉ việc câu, các người dám đánh tôi thì chưa báo thù của nhà họ Tống đi. Tiếng gào thét của Phối Hân gọi người đi đường đến ăn dưa. Tống Viễn lo lắng sức khỏe, ta xin phụ mẹ bị ảnh hưởng, vội vàng đứng chân trong xa. Mẹ, chúng ta nên đi thôi. Được, nghe con. Thì ta là bố mẹ của đứa bình tự này. Quả nhiên chỉ có những kẻ xấu xa mới sinh ra loại người thế hại như cậu. Các người cứ chờ đấy. Tôi còn sợ rằng gia đình họ Tống của cô sẽ không tìm tôi đến mức này. Chúng tôi đã lấy được hồ sơ quần áo cũ từ 18 năm trước của con trai tôi là Tống Viễn. Trên đó viết rõ ràng năm tháng nào gia đình họ Tống các người đưa vào viện. Món nợ này tôi còn phải tính toán rõ ràng với gia đình họ Tống các người. Chị Nguyệt nghe xong liền bật cười. Cô ta quan sát Cương Hân, thấy người này không đeo bất kỳ đồ trang sức quý giá nào, liền trực tiếp phán đoán Cương Hân là gia đình khá giả có chút tiền tiết kiệm. Ở hải thành này, gia đình Tống chúng tôi vẫn có chút quyền lực. Hôm nay các người dám đánh tôi, chờ đấy, tôi lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người dám nói câu tàn nhẫn như vậy với tôi. Được thôi, chúng tôi chờ đấy. Sau đó liền dẫn Tống Viễn và gia đình rời đi. Này, báo cảnh sát bắt giữ họ không? Báo cảnh sát là bắt nó hay bắt tôi vậy? Cương Hân rất rõ ràng, chỉ dựa vào lần Tống Viễn bị Thôi Hân hại thì cũng đủ để kết án bọn họ rồi. Về nhà, ngay cả Tống Viễn thậm chí còn không vượt qua được, không biết cậu hàng ngày bận rộn làm việc gì nữa. Lần sau sẽ không có rồi, tốt nhất là đừng có lần sau. Lần sau tôi cũng sẽ không che giấu bà cậu nữa. Nửa tiếng trước, lúc xa Tống Viễn, con trai của mẹ ơi, mẹ đã tin con cả một thời gian dài rồi. Đến lúc này, Tống Viễn mới nhìn rõ người phụ nữ trước mắt, người ấy xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn và cũng yếu đuối hơn người mẹ mà cô tưởng tượng. Con đã lớn rồi, mẹ không bế nổi con nữa rồi, mẹ không bế nổi con nữa rồi. Cái ôm này khiến Tống Viễn hoàn toàn mất cảnh giác. Người từng mà cậu gọi là mẹ suốt 18 năm qua đã không bỏ cậu, đẩy cậu cho tên cướp. Kể từ hôm nay, cậu cũng sẽ có mẹ của mình rồi. Sau khi nghe thấy hai chữ mẹ, cảm xúc kìm nén lâu này của Cương Vân bỗng bùng nổ. Hai mẹ còn khóc thật thảm thiết. Cương Vân đứng nhìn đã sớm đỏ hoe mắt. Ông tiến lên ôm chặt lấy hai mẹ con. Con trai của mẹ, con trai ngoan của ta, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Cảm xúc của ba người dần dần bình ổn. Lúc này một thành viên mới cầm điện thoại bước lên. Điện thoại bên phát gọi đến, nói là Thành Vân gọi cho bố mẹ hơn 20 cuộc, mà Thân Phi cũng không nghe máy. Cậu ấy đã chuẩn bị di chuyển đến sân bay rồi. Ôi trời, quên bắn mất cậu ta, không thể để cậu ta quay về được. Cậu ta không hiểu chuyện, sẽ tìm cách gây rắc rối cho tôi. Dứt lời, Mục Hân vội vàng gọi điện thoại cho đứa con thứ ba. Còn có bốn anh chị em, chị cả chính là một Phạm Hưng, anh hai là anh, còn có anh ba là một Thành Viên. Hiện giờ đang thay cha đi đàm phán kinh, danh ở Paris. Con và Mục Hân nhạc là cặp song sinh. Tống Viễn nghe được thông tin bỗng dưng mình có thêm nhiều anh chị em như vậy, không khỏi nhìn cha mẹ mình với ánh mắt ngờ vực. Nhà họ Mục không lấy con nuôi, vậy họ sẽ thích tôi sao? Thôi được rồi, không thích cũng chẳng sao. Ra rồi, một mình tôi cũng tốt. Mục Hân nhạc là người đầu tiên nhận ra tâm trạng của Tống Viễn. Em trai, sau này sẽ không chia liệt nữa. Lúc này điện thoại cũng được kết nối. Ai có thể làm thì cứ để người đó làm đi. Tôi không làm nữa. Tôi phải về tìm cha tôi. Mà cả nhà họ Mục đều không ai để tâm đến lời nói của anh ta. Một năm có 365 ngày thì ít nhất có 300 ngày anh ta la làm rằng mình sẽ không làm nữa. Mục hiểu rõ tính tình của đứa con trai này, bèn quay ống kính video về phía Tống Viễn. Em trai, em có phải là Tống Viễn không? Tôi không quan tâm, tôi không làm nữa, tôi phải về tìm cha tôi. Trước hành động làm lúc đột ngột của người anh ba, Tống Viễn không biết phải làm sao, chỉ thấy anh ba này trông chẳng có vẻ gì là ngay thẳng. Lúc này điện thoại đã được chị cả cầm lấy, xử lý xong chuyện ở đó sớm thì sớm đến Hải Thành. Biết rồi chị, chắc là rất nhanh thôi. Tống Viễn thầm quan sát gia đình này, phải làm sao đây? Hệ sinh thái nhà họ Mục có vẻ rất phức tạp. Sau đó Mục cũng kể cho Tống Viễn về tình hình hiện tại của nhà họ Mục, đồng thời cũng nói ra nguyên nhân khiến Tống Viễn mất tích vào thời điểm đó. Năm đó khi đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ, bác sĩ Khang Vân chỉ nghĩ đến công việc, dù đã cố gắng ở nhà để dưỡng thai, nhưng chưa đến một tuần cô ấy đã trở nên suy sụp về mặt tinh thần. Khang Vân nhìn cũng phải đồng ý anh tiếp tục đi làm. Ngay khi anh cùng bệnh viện ra ngoài khám bệnh thì xảy ra tai nạn, bụng của Khang Vân đột nhiên chuyển giãn trong một tháng dự sinh, đành phải gọi xe cấp cứu đến bệnh viện hạng ba để sinh. Quá trình sinh rất khó khăn, cuối cùng bệnh viện chỉ đưa ra một bé gái tên Mộng Vân Nguyệt và thông báo cho họ rằng một trong hai đứa con trong sinh đã chết. Khang Vân đang sinh con chỉ nhìn thoáng qua đứa trẻ toàn thân tím tái tổn đất đi, bệnh viện làm thủ tục xử lý thi thể. Từ đó cả gia đình không bao giờ đến thành phố đó nữa, nhưng còn duy nhất An Dương Nguyệt sống sót từ nhỏ đã không thích nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng gọi anh trai một tiếng. Cương Hân nghĩ rằng do tự kỷ bẩm sinh, cuối cùng dù đã sử dụng cả thiết bị tiên tiến nhất trong và ngoài nước để kiểm tra nhưng đều không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Bác sĩ đưa ra một đáp án vô cùng phi lý, đứa trẻ không có vấn đề gì, có lẽ nó không muốn để ý đến người khác. Mãi đến 10 năm sau, giới y học mới bùng nổ vụ tai tiếng gây chấn động toàn thế giới. Chúng tôi mới biết được rằng đứa sắm sinh ngày đó không chết, mà có thể đã bị chuyển tay đi bán. Tiếc là người có liên quan đã đốt toàn bộ hồ sơ, nhảy lầu tự tử, cắt đứt hết manh mối, nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Nhìn An Dương Nguyệt vì mình mà trở nên không bình thường, trong lòng Tống Viễn vô cùng tự trách. Dương Nguyệt phải khỏe lên sớm thôi. Anh trai, em không sao. Khang Vân nhìn hai người đang trò chuyện cười nói tiếp. Sau đó Mục Hân và gia đình đã đầu tư hàng trăm triệu đô la tại thành phố Hồ Lý để xây dựng một bệnh viện tư nhân lấy tên là bệnh viện phòng tử. Tất cả các trang thiết bị của bệnh viện đều là những thiết bị hàng đầu quốc tế. Ngoài phòng bệnh và phòng vệ sinh, toàn bộ năm góc tư đều được lắp đặt camera giám sát. Bệnh viện phòng tử có quy định nội quy nghiêm ngặt nhất trong ngành. Tôi không bảo vệ được con mình, nhưng tôi hy vọng lần này sẽ giảm bớt đi những bi kịch lý tán đau thương. Mẹ giỏi quá. Nghe thấy lời khen của Tống
chứng kiến, Mục Hân đứng bên cạnh còn tự hào hơn cả Khang Tuấn. Đương nhiên rồi, hiện tại bệnh viện của mẹ em đều dùng robot để phẫu thuật, bố em cũng rất giỏi, bố đã đầu tư rất nhiều tiền vào bệnh viện này đấy. Nhìn Mục Hân với vẻ mặt muốn được khen ngợi, Tống Viễn cũng cười gật đầu. Lúc này các bậc phụ huynh cũng đã học xong, đều đến thăm ký túc xá của con mình. Mọi người đừng đứng chặt ở đây nữa, có chuyện gì thì về nhà rồi nói chuyện. Đúng vậy, mọi người nhà mình đừng đứng chặt ở đây, để phụ huynh những bé ở ký túc xá khác không vào được. Sau đó họ bước ra khỏi ký túc xá thì vừa kéo độ chúng tôi gần, đó chính là cảnh tượng mở đầu. Bảo vệ Mậu Sơn Trang Viên đã trực tiếp cho đoàn xe của nhà họ Mục vào. Mẹ cũng có nhà ở Hải Thành, khu đô thị này do nhà họ Liễu phát triển. Lúc đó thấy phong cảnh ở đây không tệ, nên đã để họ giữ lại một căn. À đúng rồi, cô con gái của nhà họ Liễu chắc hẳn con cũng đã gặp rồi. Lần này còn làm phiền đến cô ấy nữa. Lời này khiến Tống Viễn lập tức nhớ lại hành động chạm vào tóc Liễu Sơn và chiếc khăn tay lau vết thương là để đưa cho gia đình một giám định quan hệ cha con. Ngày nào chúng ta đến thăm thầy, thấy ở tòa nhà số mấy? Số 8, ngay tại trung tâm Mộc Sơn, tòa nhà số 8, tòa nhà số 8 không phải là nhà họ những sao? Đã nói người thầy là những lão sao? Dì ơi, dì biết những lão sao? Dì nói những lão là thầy của dì sao? Thấy cha gật đầu, Tống Viễn mơ hồ nhận ra, dường như mình sắp bước vào một vòng tròn khác, mà vòng tròn này xa xôi hơn so với nhà họ Tống có thể so sánh được. Lúc này một đoạn ký ức hiện lên trong đầu Tống Viễn, lúc ấy anh vừa mới nhập môn những lão, thường nghe những lão phàn nàn về học trò của mình. Cậu ta là một đứa trẻ có số mệnh tốt, sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu chút cay đắng nào, cay đắng lớn nhất có lẽ là vì viết chữ xấu bị ta đánh vào tay. Nhìn đứa con trai đắm chìm trong hồi ức, Mục Hân nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, con đã từng tiếp xúc với người nhà họ Đinh sâu? Dùng một câu để giải thích, chính là, cha là cha của con là sư đệ của cha, con cũng là học trò của những lão sao. Nói một cách chính xác, những lão nói rằng ta là đệ tử đóng cửa của ông ấy. Nghe nói Tống Viễn và những lão cũng có mối quan hệ như vậy, vợ chồng đều vô cùng kinh ngạc. Xe đi một lúc thì dừng lại cạnh một căn biệt thự xa hoa nhất trong Trang Viên Mộc Sơn. Thật xin lỗi con trai à, ngày đoàn tụ đầu tiên không thể cho con về nhà riêng của mình được. Mục Hân nói về nhà riêng của mình trong lời nói, ý chỉ ngôi nhà cố định của gia đình họ ở bệnh viện. Cha, không sao cả. Điều Tống Viễn không biết rõ là trong ngôi nhà của vị y tá kia có một căn phòng thuộc về anh. Căn phòng đó ở vị trí đẹp nhất trong cả căn biệt thự, và căn phòng đó đã bỏ trống trong suốt 8 năm. Từ khi Mục Hân và Khang Vân biết được rằng vẫn còn một đứa con của mình đang sống trên thế gian này, căn phòng đó đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ người chủ của nó trở về ngôi nhà này. Chúng ta sẽ đưa ông chủ của anh ấy trở về ngôi nhà này, xóa bỏ 18 năm qua của anh ấy. Anh đối xử với mẹ Dương như mối tình đầu. Gia đình họ Tống biết được con trai Dương tìm được cha mẹ ruột, không ngồi yên được, không tìm ra là thế nào. Có thứ gì gia tộc họ Tống chúng tôi không điều tra ra. Hàng năm tôi đưa cho các người nhiều tiền như vậy. Thưa bà Tống, chắc bà tìm nhầm người rồi. Các người không làm thì sẽ có người khác muốn làm. Hồi Vân lại cầm điện thoại tiếp tục liên lạc. Đến khi liên lạc đến nhà thứ ba thì bên kia mới chịu hé lộ cho ông ta một chút thông tin. Thưa bà Tống, một người bạn cũng muốn nhắn nhủ bà một câu. Đối phương không phải là người bà có thể trêu vào. Ý anh là sao? Trên mặt truyền đến cảm giác đau nhói râm ran, từng giây từng phút nhắc nhở mình. Những sự sỉ nhục phải chịu ở trường vào ban ngày. Lúc này nghe thấy tiếng động, Tống Ngọc Kỳ bước tới. Mẹ, có chuyện gì vậy? Sở làm đẹp đã thất bại trong dự án phải không? Tôi phải tìm họ ở đâu? Khi nhìn thấy Tống Ngọc Kỳ đến thúc giục, tôi lại có ý tưởng mới. Bạn sẽ đóng một vòng. Bạn có từng nghe đến một diễn viên tên là Phạm Tinh không? Phạm Tinh. Tống Ngọc Kỳ đọc thầm hai chữ này, cô nhanh chóng duyệt qua trong đầu tất cả những người họ Phạm. Phạm sao? Một ngôi sao nữ có họ Phạm. Mẹ chắc chắn là Phạm Tinh. Họ Phạm à? Tôi không biết có họ Phạm hay không, nhưng mọi người đều gọi cô ấy là Phạm Tinh. Tôi biết rồi. Bạn đang nói đến Phạm Tinh. Một Phạm Tinh, bạn chắc cũng biết, người phát ngôn của Bentley. Nghe Tống Ngọc Kỳ nói xong, sắc mặt Thôi Vân càng thêm khó coi. Cô ấy tuy không hiểu rõ CBC nhưng rất hiểu đồ xa xỉ. Toàn bộ giới giải trí trong nước chẳng có mấy diễn viên được bảo lời đại diện. Không phải em cũng đóng phim sao? Hãy giúp mẹ xem thử xem, đằng sau ngôi sao một Phạm này là lai lịch gì nào? Liên diễn một vòng rồi mà vẫn chưa bước vào cửa. Tống Ngọc Kỳ do dự một chút rồi lại cứng rắn. Tôi sẽ tìm người dò hỏi. Nhưng mà sao bỗng nhiên anh lại quan tâm đến cô ấy thế? Sao lại thể cô ấy chẳng phải là cổ nhi mất bị bỏ rơi đó sao? Sao lại là người nhà của Mạc Phấn Tinh được? Biết được nguyên do rồi, trên mặt của Tống Ngọc Kỳ cũng trở nên đen sì. Tôi về nghỉ ngơi đây. Điều tôi dặn dò là hãy nhanh chóng cho tôi một câu trả lời. Thấy mẹ đã lên lầu, Tống Ngọc Kỳ bèn lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại, gọi đến phòng làm việc của án dân. Cha tìm con có chuyện gì không? Ngày gần đây y tá Mục Gia đã đến Hải Thành rồi, ngay thậm chí còn không biết y tá Mục Gia là ai cả. Tống Ngọc Kỳ do dự rồi gật đầu. Có hợp tác gì với chúng ta không? Nhà họ Mục nào phải là nơi nhà họ Tống có thể mới tới. Ta gọi người tới là để có chuyện khác, quyết định liên hôn giữa nhà họ Triệu và nhà họ Dung. Tôi nhớ nhà anh ấy dẫn theo con trai nhỏ thích bạn. Bạn hãy thử liên lạc với họ xem có thể cho chúng ta chút lợi ích không. Cha, ông cũng biết anh ta đã cưỡng ép còn sao? Anh ta cũng không phải là không kiềm chế được, chứng tỏ anh ta có một vị trí nhất định trong lòng ông. Con là gì trong lòng ông? Có phải là một công cụ liên hôn không? Có vẻ như bây giờ con không còn bình tĩnh. Con hãy tạm dừng công việc của công ty một thời gian nhé. Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Tống Ngọc Kỳ. Thậm chí cô còn không muốn quay đầu nhìn cha mình. Trái lại, trong lòng cô càng tỉnh táo hơn, muốn có được mọi thứ của Tống gia, trông chờ vào cha mình thì không bao giờ có thể. Tống An Minh là ông ép con. Trong căn phòng 888, anh Hải, trong phòng hơi thơm một chút, em ra ngoài hít thở không khí cho thoáng đãng. Trong phòng này vẫn còn Lý Hương sao? Bạn không muốn tham gia đoàn làm phim đạp Nguyệt Hành Hương?
Chờ đã, lát nữa đạo diễn đến nâng ly cùng cô ấy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật vậy sao anh Hải? Sau khi thành phần chế tác và diễn viên chính của Đạp Nguyệt Hành được ấn định, mọi người trong giới đều biết bộ phim này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đạo diễn của bộ phim này nổi tiếng là người giúp các diễn viên phụ tỏa sáng. Sau khi xuất hiện, đạo diễn chỉ ngắm nghía hình ảnh của Tống Ngọc Kỳ, hỏi tên cô ấy rồi cho cô ấy chuẩn bị sẵn sàng chờ thông báo vào đoàn làm phim. Tống Ngọc Kỳ đắm chìm trong niềm vui của bản thân mà không biết rằng đạo diễn sau khi cô ấy rời đi đã gọi một cú điện thoại. Chị Tinh ạ, đã sắp xếp cho Tống Ngọc Kỳ vào đoàn làm phim rồi ạ. Cảm ơn chị cứ cố gắng, chị bận thế này mà. Anh Hải ở gần đó tò mò nhìn qua, người vừa mới mắng cô ta thế nào cơ? Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đạo diễn, anh Hải cũng hiểu ra, chỉ hơi tiếc nuối cạnh bỏ tên Tống Ngọc Kỳ khỏi danh sách. Có thể qua gái, còn qua quá nhiều cô gái thì không được. Sau bữa tối, nhà họ Tống đã bảo em đi tìm hiểu về gia cảnh của Mộc Phạm Hưng, tại sao em lại tự ý đi đóng phim. Diễn viên chính của bộ phim đó chính là Mộc Phạm Hưng, như vậy không phải tiếp cận họ thuận lợi hơn sao? Tống An Bình đang cầm điện thoại nghe thấy liền đột ngột ngẩng đầu lên. Mộc Phạm Hưng, em quen anh ta à? Không quen, nhưng cũng cần phải tìm hiểu. Em nói em sẽ vào đoàn làm phim, diễn viên chính là Mộc Phạm Hưng. Đúng vậy, đứa con tốt, thực sự là đứa con tốt của bố. Sau khi con vào đoàn, hãy làm tốt mối quan hệ với Mộc Phạm Hưng, nhất định phải để nhà họ Tống để lại ấn tượng tốt với anh ta. Thôi Vân không ngờ Tống An Bình lại nói vậy. Trong lòng Thôi Vân thầm kêu không ổn, thử dò hỏi, hoàn cảnh của Mộc Phạm Hưng rất lợi hại. Không chỉ lợi hại, con còn nhớ câu đối kia không? Bạn trai Mộc Như Lương, bạn ở phương Bắc Tiêu Định Thần. Tính toán ra thì, Mộc Như Lương hẳn là ông cố của Mộc Phạm Hưng. Khi cái tên Mộc Như Lương vừa được thốt ra, mẹ con họ đều sững sờ, đại tướng Mộc. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cuối cùng Thôi Vân cũng nhận ra, đứa con đuôi Tống Viễn của họ lớn lên sau bao nhiêu bối cảnh khủng khiếp như vậy. Và sự giàu sang tột đỉnh trong tầm tay này đã bị họ hủy hoại. Chỉ cần con có thể xử lý tốt Mộc Phạm Hưng, để nhà họ Tống có thể móc nối với nhà họ Mộc, sau này bố sẽ đầu tư cho con đóng phim. Thật sao? Nghe nói lần này chúng ta phải tập huấn kín 3 tháng. Mộc Phạm Hưng là diễn viên chính chắc chắn sẽ có mặt. Khi đó tôi sẽ nhân cơ hội đó tiếp cận anh ấy. Đừng phí sức làm gì, còn đang nói cái quái gì vậy? Người nhà của Tống Viễn đã đến trường tìm anh ta, vậy thì anh ta hãy về với bố mẹ đẻ của mình đi. Sau này không được liên lạc với nhà họ Tống chúng ta nữa. Bao nhiêu năm nay nhà họ Tống đã tiêu tiền cho anh ta, xem như làm việc thiện vậy. Thôi Vân nhìn vẻ mặt như vậy của Tống An Minh, lúc này mới nhận ra, hôm đó bản thân mình tự đắc trong mắt người khác thật buồn cười làm sao? Cô đang làm gì vậy? Cô điên rồi. Anh có biết người tìm lại Tống Viễn họ gì không? Họ Mộc trong Mộc Phạm Hưng, Mộc trong Mộc Như Lương. Không thể giữ khoảng cách với nhà họ Mộc đi. Tống An Minh hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Chân thành tin lời Thôi Vân, Tống Viễn sao có thể là người nhà họ Mộc? Nhà họ Mộc là nhà có gia thế bối cảnh như vậy, sao có thể xảy ra chuyện mất con? Ông do dự nhìn Thôi Vân, nếu Tống Viễn thật sự được nhận về nhà họ Mộc, sao không có chút tin tức gì truyền ra? Thôi Vân chỉ lắc đầu, xua tay, quay về tầng trên. Tống Tịnh Vũ vẫn luôn học bài trong phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy Thôi Vân đang bước đi tập tễnh. Mẹ, Thôi Vân nhìn đứa con trai ruột, mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ khi con quay về. Lúc này, bà vừa tức giận với nhà họ Mộc, vừa phải tự nuốt cục tức tội nhục vào bụng. Thôi Vân biến răng hỏi một câu, tại sao con lại quay về nhà họ Tống? Trong mắt Tống Tịnh Vũ tràn đầy sự khó tin. Mẹ mà con kính trọng lại hỏi con như vậy sao? Nhìn thấy nỗi đau trong mắt con trai, Thôi Vân bỗng nhiên tỉnh táo lại. Xin lỗi, hôm nay mẹ đau đầu quá. Nói bậy nói bạ. Thôi Vân trực tiếp xin lỗi. Tống Tịnh Vũ không tiện nói thêm gì nữa. Vậy thì con đỡ mẹ về nghỉ ngơi. Còn về chuyện của biệt thự Mạo Sơn, bà ta muốn dò xét xem nhà họ Mộc rốt cuộc thế nào. Vậy thì cứ để bà ta thử xem. Tôi xem có ai không biết trời cao đất rộng, dám nhận đơn này. Ai có bản lĩnh như vậy, lại có thể chọc giận được ông chủ Mộc? Người phụ nữ nhà họ Tống đang tìm mối quan hệ để điều tra gia đình chúng ta. Mộc Phạm Hưng không ngờ rằng người phụ nữ đó còn ngu ngốc hơn cả con trai bà ta. Vậy thì để cô ấy điều tra. Cô ta lập tức quyền ngay chuyện đó và nhún nhảy cùng Mộc Hưng tiến vào doanh trại, đưa những dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Đông Á đến với biên danh, lợi nhuận hàng năm hơn chục tỷ đủ để cho con cái tiêu vặt. Bố ơi, con không hiểu những chuyện này, đơn giản thôi, việc làm ăn không cần con phải lo, chỉ cần chờ nhận tiền là được. Con có mấy căn nhà ở Hải Thành, mấy tòa nhà thương mại của Y tá, hai căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Đợi sau khi tiểu viễn sinh con sẽ chuyển sang tiền cháu. Mẹ ơi, con không có nhiều nhu cầu về nhà cửa cho lắm. Còn gốc ạ, con không cần lo gì hết, chỉ cần đợi thu tiền thuê thôi. Mụ Phạm Hưng bên cạnh cũng cầm điện thoại bước tới. Cô ấy đã thêm mẫu xe bạn thích chưa? Chọn một màu đi. Tống Viễn định từ chối, thì Phạm Hưng liền lấy luôn điện thoại. Thôi thì đặt luôn mấy chiếc, thay nhau đi. Một thành niên đứng bên cười hiền lành cũng gọi tiểu viễn. Anh hai, em thực sự không cần gì hết. Đừng chê thứ anh hai tặng ít, anh tặng em mấy quần núi do ông ngoại để lại. Còn Bồng Tinh Việt mặc dù không nói gì nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Cô ấy là của Tống Viễn, thứ của cô ấy thì cũng là của Tống Viễn. Nhà này làm Tống Viễn có chút choáng ngợp. Em mãi vẫn còn đi học, đối với mấy thứ này thật sự không có nhu cầu quá lớn. Hơn nữa em còn có thể tự kiếm tiền. Vài thứ em làm ba tuy rằng không quá hiểu, nhưng cũng tìm người tìm hiểu rồi. Yên đầu không tệ. Bố cha được công ty của con sao? Con còn tưởng mình giấu rất kỹ. Trước khi đến đây, chúng ta đã tìm bạn bè đánh giá sơ lược về cuộc sống của con. Hy vọng con được đại. Không, em chỉ có chút kinh ngạc thôi. Hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con có muốn về phòng chăm sóc cùng bố mẹ không? Con muốn ở lại Hải Thành thi đại học xong. Tại sao? Đội ngũ giảng dạy của điều dưỡng ở đây không phải Hải Thành có thể sánh bằng. Hơn nữa con không muốn ở cùng bố mẹ à? Mẹ, khoảng cách đến kỳ thi đại học còn chưa đầy một năm nữa rồi. Sau khi từ chối mấy lần, bố Mộc, mẹ Mộc cũng đồng ý cho Tống Viễn ở lại Hải Thành thi đại học. Đồng thời một bất ngờ mới lại đến. Con và em trai không tách nhau. Học viện Mỹ thuật Di Vin không phải là trường học mà Nguyễn Nhi thích nhất sao? Không phải trước đây đã nói sẽ theo thầy và Vân tiếp tục học tập sao? Không đi, con không xa em trai.
buộc lòng phải để một tinh nguyện và tống viên theo học một trong hai trường. Cha một coi thường con trai, trong kỳ thi chỉ đạt vị trí thứ hai, còn trốn học đi chơi và thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ cha con với cậu ta. Bất ngờ Dương Tử lại được cha mẹ luôn tìm về, cha nuôi không buổi yên. Hiểu Viễn, dạo gần đây sao không về nhà ăn cơm thế? Bố và mẹ con luôn mong ngóng được đến thăm con, nhưng công ty bố con vừa gặp chút chuyện nhỏ. Chú Tống à, chú như vậy là con không quen lắm, dạo trước tính bố nóng, nhưng gần đây đã thay đổi nhiều rồi ạ. Con định khi nào về thăm nhà thế? Cái máy tính lần trước không may bị hỏng, bố cũng đã đổi cái mới rồi. Đừng, chú đừng có diễn kịch với con nữa. Thấy đánh vợ tình cảm không được, Tống An Minh liền đổi sang thuyết lý. Bao năm nay, nhà họ Tống đã hết lòng vun vén cho con, đã tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cho con chứ? Hiểu Viễn, nếu con còn chút lương tâm thì không nên cố gắng phá sạch công sức mà mẹ con và bố bỏ ra cho con như vậy. Tống Viễn bỗng dưng hiểu ra lý do tại sao Tống An Bình lại đột nhiên tìm anh. Quả nhiên là Tống An Bình, đợi đến khi nhà họ Mục đó tôi về, bây giờ mới bắt đầu tính toán đeo thêm quan hệ. Đạo đức bắt cóc thì ai chẳng biết làm. Nhà họ Tống nuôi dưỡng tôi một mạng, nhưng tôi đã cứu cả nhà họ Tống, thế thì có đủ để trả ơn không? Hà, cứu cả nhà họ Tống, lời này bắt đầu từ đâu? Tống Viễn cũng chẳng thèm nói nhà với ông ta, trực tiếp lấy điện thoại ra. Trong màn hình chính là lúc nhóm cướp ở trung tâm thương mại tấn công mọi người. Trên màn hình hiển thị rõ cảnh Thôi Vân đưa tay đẩy Tống Viễn về phía nhóm cướp. Lúc này, đến cả Tống An Minh vốn sinh tình nhàn cũng toát mồ hôi lạnh. Đây là lúc nào? Tất nhiên là lúc con trai ông vừa trở về vài ngày. Nếu lục đoạn video này lên sở cảnh sát, nặng thì có thể kết tội đồng bọn của nhóm cướp, nhẹ thì cũng khởi tố tội cố ý gây thương tích. Tôi cảm kích việc nhà họ Tống đã chăm sóc tôi, nên đã chọn bỏ qua nhẹ nhàng chuyện này. Bác Tống cũng không cần quá cảm kích, chỉ cần đến làm phiền việc học của tôi ít thôi là được. Bấy giờ tình thế đảo ngược này, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Tống An Minh, khiến những lời vừa nói của ông ta trở thành trò cười. Không ngờ Tống Viễn lại giữ bằng chứng suốt. Vậy thì em cứ bận đi, nhưng còn nhớ nhé, cửa nhà họ Tống mãi mãi mở rộng chào đón em. À đúng rồi, bố vợ tôi nói kết quả xét nghiệm quan hệ cha con lại xảy ra vấn đề. Hình như tôi không phải đứa trẻ họ đang tìm. Vậy tôi có thể về nhà họ Tống bất cứ lúc nào không? Lời vừa dứt, biểu cảm của Tống An Minh lập tức thay đổi. Thật ư? Tôi biết chắc rằng sẽ không có chuyện tình cờ như vậy đâu. Lừa chú thôi, chú Tống không thể tin thật chứ. Tống An Minh phản ứng cơ thể nhanh hơn não, bố rất đưa tay lên. Nhưng phần lớn tôi vẫn hiểu rõ mọi người, bố mẹ tôi muốn thay tôi đòi lại công bằng, thì lúc đó tôi không thể quản nữa. Con cái đều là do một tay nuôi lớn, lấy đâu ra chuyện công bằng hay không? Có lẽ tôi hơi nghiêm khắc trong cách giáo dục con, nhưng cũng chính vì vậy mà con mới trưởng thành được như hôm nay. Chú nói đúng, bố mẹ tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà họ Tống, để nhà họ Tống trở nên ưu tú hơn, thì cũng sẽ để nhà họ Tống được rèn luyện trong một số giới. Hiểu biết, con hiểu lầm nhà họ Tống rồi. Cháu không sao thì chú về trước nhé. Thấy Tống Nguyên không phải là đứa trẻ dễ bị mình trêu đùa như trước, Tống An Bình chỉ còn biết kéo dài thời gian rời đi, nhưng vừa đi được vài bước thì lại bị Tống Nguyên gọi lại. Cháu cảm thấy phong thủy của nhà họ Tống có vấn đề, cháu nói gì thế? Bạn chưa biết sao, tôi sống ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy, lúc nào cũng là người đứng thứ hai, vừa rời khỏi nhà họ Tống đã thi đỗ hạng nhất. Có lẽ phong thủy nhà họ Tống thực sự có vấn đề, bác giải thì tìm thầy xem nhé. Bác vẫn chưa biết sao, Tống Tình Vũ đứng thứ ba á, không phải nhất cũng không phải nhì, chính là ba đó ạ. Vừa đúng lúc, vài phút nữa là hết giờ rồi. Bạn có thể đích thân đến hỏi Tống Tình Vũ, cũng có thể đến phòng giáo viên hỏi thăm. Vậy thì tôi không tiễn bác nữa nhé. Tống An Bình sĩ diện nên không thể nào tìm giáo viên chủ nhiệm. Ông ta bèn gọi điện cho Thôi Vân. Điểm của Tống Tình Vũ thế nào? Thi đấu hạng ba, trẻ con bà, bảo nhìn không thì tốt cũng là chuyện thường. Hai người các người còn liên thủ được ta, khiến ta ngày hôm nay trước mặt Tống Viễn trở nên giống như một kẻ ngu xuẩn. An Minh, người có biết tại sao Tình Vũ lại không thi đỗ đầu khoa không? Trong nhà có kẻ tiểu nhân phá hoại, sư phụ phía bên kia sắp xếp đến chúng ta rồi. Ngươi nhanh lên một chút. Thôi Vân vội vàng cất điện thoại đi, đem ba cây nhang trong tay cắm vào lư hương, sau đó theo sự dẫn dắt của cư đồ, đi tới một cái sân rất xa so với cửa hàng chính. Thôi Vân vừa định đi theo tiểu sư phụ vào trong nhà, lui ra, sư phụ Từ Bi lại đang ở khu khách hương vương làm lễ cầu siêu. Chẳng đáng kể gì, hai người một người hát một người họa, bắt lấy Thôi Vân đứng bất động, vẫn là cô bạn thân bên cạnh lên tiếng giúp giới thiệu Thôi Vân. Được rồi, tôi đã biết, thí chủ, cô gặp rắc rối rồi. Quỳ xuống, mau quỳ xuống. Thôi Vân mặc dù rất sợ hãi, nhưng để bắt cô ấy ngoan ngoãn quỳ xuống, thì chân cô ấy còn chưa cứng mà đã cong cả rồi. Đại sư, chúng ta nói chuyện đã nhé. Vị phu nhân này, dạo gần đây cô tìm lại đứa con trai đã mất nhiều năm, nhưng chuyện gì cũng đều không thuận lợi, đã phiền não nhiều ngày, không thể nghỉ ngơi yên ổn. Tôi nói vậy có đúng không? Khi nghe đại sư nói mình tìm lại được con trai, thì tay Thôi Vân đã không nhịn được mà giật tóc gáy, nhưng cô ấy rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhà họ Tống mất con thì cũng chẳng phải là bí mật gì. Hội tụ trên người cô, hiện tại còn chưa gây tổn hại gì cho sức khỏe của cô, là bởi vì có một người có quan hệ huyết mạch với cô, vẫn luôn đang bảo vệ cô. Quan sát thấy đồng tử của Thôi Vân đảo nhẹ, sư phụ tiếp tục nói, hình như là mẫu thân cô. Đối phương hình như cũng không chịu được bao lâu nữa. Mẫu thân, là người đấy sao? Mẹ, hãy cứu con và mẹ. Yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ người dân quê nào. Sau đó, Thôi Vân đã trả giá cao để xin một số thứ từ vị sư phụ đó, và có thể biết được cách mà Tống Viễn được nhà giàu tìm thấy, sau đó lại đến tìm Tống Viễn. Anh Tiểu Viễn, nghe nói Mộ Phạm Tâm là chị gái ruột của anh, đúng hay không thì liên quan gì đến cô? Anh Tiểu Viễn, chúng ta cùng lớn lên, anh cũng nói rằng sẽ cưng chiều em cả đời sao? Không ngờ rằng cậu này lại là một tỉnh thánh. Cô Phương, cô đừng nên nói những lời khiến mọi người hiểu lầm. Những lời cô Phương nói với tôi lần trước, tôi không dám quên một lời nào. Tống gia và Phương gia đã định thân rồi. Tống Tình Vũ mới là thiếu gia
ta thực sự của nhà họ Tống là vị hôn phu của bạn. Em không như thế này trước đây, em là người như thế nào? Bạn đã trả đạp lòng tự trọng của tôi dưới chân, còn muốn tôi quỳ gối và định đoạt bạn như trước sao? Cô gái họ Phương, anh trai, hôm nay trông anh không khỏe, khi nào anh vui hơn em sẽ đến tìm anh sau. Mấy câu nói của Tống Viễn khiến tôi quá bỏ chạy trốn chết. Chưa xem kịch đã đủ sao? Sao lại đi mất rồi? Các người có chuyện gì với nhau vậy? Ồ, không có gì đâu, tan học về nhà thôi. Ok vậy anh Viễn. Mấy người đi ra khỏi cổng trường cười hí hí. Trước khi đi, Liêu Sơn đột nhiên nói với Tống Viễn rằng em mới là vợ chưa cưới thực sự của anh đấy. Gió nhẹ thổi qua, dường như cũng lay động trái tim của chàng thiếu niên. Cậu ấy nói, cậu ấy là vợ chưa cưới của tôi, có phải đang trêu tôi hay là có thật vậy? Em trai, về tôi. Ô, về nhà đi gọi anh chị. Lúc này, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, cắt ngang tiếng cười đùa của hai người. Tiêu Viễn, em tan học rồi à? Dì Tống, con trai của cô chưa ra mà, cô tìm nhầm người rồi. Tiểu Viễn, đã lâu rồi tôi không gặp con, thực sự là có hơi nhớ con. Tống Viễn là một người ngay thẳng, anh ta khó hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc đến vô lý của gia đình họ Tống. Không phải là các người họ Tống sửa có đâu mà cảm thấy là tôi. Tiểu Viễn, sau khi bị gia đình các người họ Tống làm nhục đến 3-4 lần, thì vẫn có thể bình tĩnh mà giao tiếp với các người sao? Bà Tống đừng có mà cứ dây dưa tôi ở đây nữa. Đối với chính cô và đối với tôi thì sẽ không tốt đâu. Tôi hiểu rằng bao nhiêu năm nay, việc chúng tôi nuôi dạy con nghiệp khác có thể khiến con đau lòng, nhưng mẹ thực sự đã biết lỗi rồi. Đây là đồ cầu bình an mà mẹ đã đi chùa cầu xin cho con. Còn mang bên mình đi, coi như là giữ lại kỷ niệm. Tống Viễn biết rằng nếu anh ta không nhận thì Thôi Vân sẽ cứ cuốn lấy anh ta. Cô có thể đi rồi. Năm nay, chiếc túi vải trong tay anh ta cũng nhếch lên một bên khóe miệng. Bản thân muốn đợi đến khi học xong lớp 12 rồi mới tìm cách trừng trị các người, nhưng vì các người đã chủ động tìm đến cửa rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một ván. Đồ dơ bẩn, đừng có mà như vậy. Không sao đâu. Mặt Trăng, có muốn xem một màn kịch hay không? Ừ, chú Tiền, đến khu biệt thự Long Hồ. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó. Anh ta hạ cửa chắn xuống, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng khách, rồi lấy trong túi ra một chiếc túi để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng chuồn về phòng. Rồi lấy máy tính ra sửa đổi lại bản ghi theo dõi của nhà họ Tống. Mặt Trăng chuẩn bị đón xem vở kịch hay đi. Cùng lúc Tống Viễn nhấn phím enter, nên điện thoại tư gia nhà họ Tống cũng lần lượt bật sáng trở lại. Lúc này, nhà họ Tống chỉ nghĩ là cúp điện thông thường, không ngờ đây là âm mưu của Tống Viễn. Lúc này, Tống Tình Vũ đang làm bài tập, cũng nhân lúc cúp điện trong 2 phút liền xuống lầu tìm đồ ăn, cũng thấy một sợi dây mây thêu hoa văn đặt trên bàn ở phòng khách. Đây không phải là của mẹ sao? Sao lại đặt ở phòng khách? Tống Tình Vũ không biết là thứ này đã được truyền tặng cho Tống Viễn, cầm lấy cái túi rồi đi về phòng Tống An Minh. Đây là của mẹ. Sao lại ở trong phòng khách này? Lấy ở đâu vậy? Cái đồ này ư? Bố lấy về sao? Tống Viễn cho hả? Ô, mẹ nói gì thế? Có liên quan tới Tống Viễn ư? Con thấy đang ở trên bàn phòng khách à? Không thể nào, không thể nào. Giữa đêm khuya anh phát điên à? Thứ này là bùa hộ mệnh sức khỏe của Tống Viễn. Làm sao nó lại có thể ở đây được? Đây là lần thứ hai Tống An Dân nghe từ viện Thôi Vân. Anh ta không khỏi nắm chặt tâm can. Tôi thấy cô bị điên rồi. Đi chơi mấy thứ này thật. Thôi Vân giờ như mất đi lý trí. Cô điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thứ này tôi đã đưa cho Tống Viễn. Sao lại có ở đây được chứ? Tiếng Thôi Vân rất lớn, khiến những người khác trong phòng ngủ cũng chạy ra. Thứ này có liên quan gì đến Tống Viễn? Sư phụ nói, gia đình chúng ta gặp bất chắc đều là do xui xẻo gây họa. Chỉ cần chế ngự được điều xui xẻo, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Điều xui xẻo chính là ở trên người Tống Viễn. Nghe Thôi Vân nói đến chuyện này, Tống An Sơn vốn không tin và ma quỷ bèn lên tiếng thẳng thừng, đã bảo là đã đưa đi rồi, sao lại xuất hiện ở nhà họ Tống được? Quản gia, ông đi điều tra cho tôi, nhất định phải điều tra cho ra nhẽ. Đêm khuya, mọi người nhà họ Tống chen chúc nhau trong phòng giám sát, cùng nhân viên bảo vệ xem lại camera giám sát thời điểm đó. Sau khi xem đi xem lại vẫn không thấy bất thường, chỉ có một vấn đề là camera trong phòng khách bị mất tín hiệu. Sau khi kết nối lại thì xuất hiện thêm một chiếc túi vải. Xui xẻo, bản thân xui xẻo tự tìm về, xui xẻo từ đâu ra? Chắc là lúc mất điện mấy phút có người lẻn vào. Tổng quản gia, ngày mai hãy điều tra rõ ràng, về nghỉ cho khỏe đi. Sáng hôm sau, sau chuyện tối qua, lúc sáng sớm, Thôi Vân đã lái xe đến ngôi chùa ngày hôm qua. Chỉ có điều lần này phía sau xe có thêm một chiếc xe. Đại ca, đây là đường đi Thiên Sơn, còn người phụ nữ đó dường như đi về hướng Thiên Tự. Theo dõi mà không bị phát hiện. Nhưng lúc này Tống Viễn cũng chẳng để ý đến Thôi Vân. Cô ấy lại lôi điện thoại ra, gửi mấy chục tin thoại cho Nguyệt Nha, rồi lại gọi cả điện thoại cho quản gia. Kiến trúc Nguyệt Tình nhất định phải để cô xem tin nhắn của tôi đã. Tôi không tiện trả lời điện thoại. Ha ha, chú yên tâm đi, tiểu thiếu gia. Đột nhiên xe đi trước dễ hoạt, đi sang con đường đéo khác. Đây không phải là tuyến đường, đừng đi quá gần, cẩn thận bị phát hiện. Lại tiếp tục bám theo hơn chục phút nữa, xe của Thôi Vân dừng lại ở phía trước cổng một ngôi nhà. Đéo tai nghe tàng hình và con tơ dâu cũng xuống xe. Lão đại, góc này có được không? Được, viện lý. Thôi Vân đứng nghiêm chỉnh ở cửa đợi sư phụ đến. Thư tử ơi, coi chừng có ai nhìn thấy nhé. Vị chủ nhân này có hẹn không? Anh trai tôi không nói với tôi là phải đặt trước, cứ tưởng nói với ông là ông muốn tìm sư phụ. Ta đến để tìm sư phụ. Cửa bệnh viện vừa mở, tránh ra, đồ bẩn thỉu. Chiếc đó giống hệt như Thôi Vân lúc nãy. Tiểu cự sư ấn vai Thư tử bắt cô quỳ xuống, trên người bạn đã dính phải thứ bẩn thỉu. Khi đó, Tống Nguyên cũng cắt được thông tin về khuôn mặt của sư phụ và trực tiếp truyền cho thuộc hạ. Sư tử có thể rút lui. Đúng vậy, đồ bẩn thỉu. Các bạn không phải là những người xử lý những căn phòng bẩn của đồ xa xỉ sao? Sao? Chưa đợi họ lật mặt, sư tử đã biến mặt trước. Hãy cùng nhau lừa dối tôi từ kiếp trước, xem tôi sẽ phá hủy cái viện tồi tàn của bạn như thế nào. Cuối cùng,
dù nói lý lẽ kiểu gì, Hư Tử cũng bị đại sư thuyết phục mà rời đi. Anh là ai? Lúc Hồ Tử rời đi, như thường lệ, Khôi Vân lại nhận được đồ mới từ sư phụ. Sổ tay ghi chép có thể kém hơn chút được không? Hồ Tử, đưa tôi trở về trường được không? Trong lớp học tĩnh lặng, Tống Tĩnh lặng lặng nhìn về cửa, như thể đang đợi một mối duyên nào đó. Giờ này Tống Tĩnh cũng bước vào, Khôi Vân bảo anh mang đồ đến cho em. Sao anh biết? Mẹ bảo tặng sớm quà sinh nhật cho em, em về bộ ra chắc cũng không thích những thứ này, không biết mẹ nghĩ sao nữa, còn nhất quyết phải tặng. Thì ra đến hôm nay, Tống Tĩnh Vũ vẫn đang đề phòng Tống Viễn quay trở lại Tống gia, sẽ cướp đi di sản của cậu ta. Em chẳng lẽ không biết? Biết cái gì? Thôi, anh đi đi. Thôi cái gì? Anh nói gì vậy? Tống Tĩnh Vũ lúc này giống hệt một người bông cổ. Tống Viễn nói càng thêm để lại dấu chấm lửng trong câu nói, chính tưởng tượng và sự sợ hãi của y càng bùng nổ dữ dội. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả việc Tống Viễn vẫn chưa đổi lại tên thành Mộc Hưng, y cũng đem liên hệ với những chuyện này. Nhà họ Tống hối hận rồi, hối hận vì đã từ bỏ Tống Viễn xuất sắc, hối hận vì đã đưa tôi về nhà họ Tống. Tống Viễn đến nơi, Tống Viễn xách ba lô đi tìm thứ được giấu bên trong. Hừ, vị sư phụ này chỉ có chút sức đánh như vậy, cho cũng chơi đi chơi lại hai lần. Đêm đó, thuộc hạ của Tống Viễn cũng đã điều tra được lai lịch của vị sư phụ kia. Hồ Tử lệnh mọi người sáng mai tập hợp ở Tư Lý. Vị công tử này, chúng tôi thật sự không làm dịch vụ tay rửa. Ai lừa tiền của ngài thì ngài đi tìm người đó. Tiểu cự sư vừa nói xong thì thấy mấy tên phía sau Hồ Tử hét lên: Này, các người muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ muốn tìm sư phụ của các người để trò chuyện. Tiểu cự sư cảm thấy chẳng lành, định chuẩn đi. Đi đâu vậy? Lý Hoành Trợ. Nghe Tống Viễn gọi đúng tên của mình, chân của tiểu cự sư lập tức mềm nhũn. Các người là ai? Chưa đợi cho sư phụ nói hết câu, Hồ Tử đã kéo ông ta vào trong nhà. Các người muốn làm gì? Những người trong nhà như đã bị hoảng sợ, nhưng ngay lập tức đứng chặn trước mặt Hồ Tử. Các người là ai? Ai mà dám làm phiền sư phụ của ta? Bò, nhanh bỏ đi, dám làm phiền sư phụ. Các người tránh khỏi ta trước, để các người bò thì cứ bỏ đi. Đến khi muộn thì các người muốn bò cũng không bò được nữa. Sau khi những người trong nhà thấy Hồ Tử khép mắt, tất cả họ biến mất không một dấu vết. Từ Phương Tuấn thời trai trẻ cũng bị phạm tội mà phải vào tù 3 năm khi mới 21 tuổi. Ra tù được 2 năm thì bị 10 vạn đồng mà giúp ông anh trai gánh tội, phải vào tù 5 năm 7 tháng. Đến 33 tuổi thì dấu chuyện đã kết hôn mà nảy sinh tình cảm với cô em gái của ông anh trai, chung sống với nhau. Vì ông anh trai phát hiện ra đã ra lệnh truy nã, cả nhà phải bỏ trốn khỏi Ninh Thủy, đuổi tên họ rồi đến Tự Xuyên. Nghe Tống Viễn kể lại 8 nơi tự nhận như thế ở chùa Bản Liễu, sư phụ lạnh toát sống lưng. Các người là người lên đỉnh phái tư chứ? Sư phụ đừng vội, cuộc đời của người còn lâu dài lắm. Sau khi đến Xuyên Đô, người bị bọn họ lừa vào, chưa đầy nửa năm đã làm quản lý cấp cao. Các chú chuột Xuyên Đô chỉ chút nữa đã bắt hết được anh. Cách đây 1 năm, sư phụ lấy bí danh là Thiên Giật Sư Phụ đến Hải Thành, chỉ trong vòng 3 tháng, thông qua việc xem tướng số cho mọi người, thuận lợi rửa sạch tiền bạc, trốn thoát. Sư phụ, ngài thử tính xem, hôm nay tôi đến thay người nào mà ngài từng đắc tội? Sư Phương Tuấn là người đã trải qua sóng gió, gương mặt anh ta không hoảng hốt như Lý Hoàng Trụ, mà cũng cười chế nhạo đáp trả lại Tống Viễn. Tôi có tiền, bất kể ai tìm anh đến để đối phó tôi có thể trả nhiều tiền hơn hắn ta. Tiền hoa hồng không hề rẻ, chi bằng anh giữ lại để trả tiền học phí cho Tiết Nhạc Lạc. Câu nói này dẫm đúng huyệt đạo của Từ Phương Tuấn, anh ta không ngờ rằng người trước mặt lại hiểu rõ chuyện của con trai mình đến như vậy. Anh không cần tiền, anh muốn gì? Tôi muốn anh tới đây để bàn về việc hợp tác. Hợp tác? Sư phụ có còn nhớ không? Từ Phương Tuấn nhìn thấy chiếc túi liền lập tức hiểu ra, dù sao chỉ trong một tuần Khôi Vân đã chi tiêu 10 vạn ở chỗ anh ta. Là anh, con nuôi của Khôi Vân, Tống Viễn. Anh muốn tiền đúng không? Tôi có thể trả cho anh. Tôi không thiếu tiền đâu. Chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói, tiền tôi có thể trả cho anh còn nhiều hơn. Anh cũng biết đấy, thực ra tôi chẳng qua cũng chỉ là một tên lừa đảo. Tấm bổ phụ kia, tôi tìm một hình xăm nào đó rồi tùy tiện vẽ. Nếu anh mà có bản lĩnh thực sự thì lại là việc khó khăn. Từ Phương Tuấn đã chạy trốn chết nhưng vẫn muốn tiếp tục thoái thác. Hồ Tử trực tiếp lấy trong túi một tờ giấy đã nhăn nhúm, lạc lạc hơi thiên vị vậy. Hành tinh toán này chỉ tiết thi cử đại học mà sợ phải bỏ ít công. Anh muốn tôi làm gì? Tôi làm. Vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh Tử, Tống Viễn đi rồi. Từ Phương Tuấn rút lấy điện thoại, soạn một tin nhắn và gửi cho Khôi Vân. Tài Hương đã quay về. Người phụ nữ chỉ liếc nhìn điện thoại rồi hét lên điên cuồng, thậm chí còn đánh bắn con gái mình. Là anh, Tài Hương ở trên người anh đúng không? Anh lừa cô đến để đòi tiền tôi. Anh ra đây, ra khỏi người con gái của tôi. Hóa ra sau khi Tống Viễn hối lộ đạo trưởng đã gọi điện cho Khôi Vân. Tài Hương đã quay về. Đạo trưởng, ý của ông là gì? Đêm qua có động tĩnh, để bảo vệ sự bình an của phu nhân Tử. Theo sự theo dõi của lão, hối khí sau khi biết Tống Viễn không phải người nhà họ Tống thì đã quay lại nhà họ Tống. Ngay tại người nhà họ Tống các người, trên người ai? Lần trước đã đánh rắn động cỏ, tiền trước còn hơn cả những gì chúng ta nghĩ. Bây giờ anh ta ẩn trốn rồi, em là phải để bà Tống tự tìm ra vậy. Trước khi chờ Khôi Vân tiếp tục hỏi, sư phụ đã cúp điện thoại. Đây chính là nội dung lúc đầu. Ra rồi à? Cô nói vậy là gì đó? Vừa muốn tiếp tục mắng Tống đọc thư, Khôi Vân đột nhiên dừng lại, nhớ đến câu đánh rắn động cỏ của sư phụ, liền lấy lại bình tĩnh này tức khắc. Với người tiền sinh hoạt phí cho các người có nửa tháng, giờ cô lại đòi tiền gì nữa? Vừa rồi bị vẻ mặt kiên sợ của Thôi Vân dọa cho sợ đến bất mật, Tống Ngọc Thư vẫn còn hơi run, mua ít quần áo, tiêu hết rồi. Một tháng 10 vạn cũng chưa đủ cho bạn tiêu à? Bạn cứ lấy tiền đó bán đi cho rồi. Vừa mới ăn cơm còn đồng ý sẽ đưa tiền cho tôi, sao mà mới vài phút lại chờ mặt rồi? Thôi ôi, anh chàng Tống Ngọc Thư bị bắn ngoan buồn đành ngậm ngùi đi mất, cậu cười cái gì thế?
không có tiền thì chẳng lẽ chỉ biết đòi mẹ. Nghe nói em trai của cậu cũng lắm tiền lắm khổ lắm. Lời nói của Thôi Đình Đình đã nhắc nhở Tống Mạc Thư. Ngay sau đó lập tức đi đến Đức Ngọc Nhất Trung, cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay tà áo của những thiếu niên, hương thơm thoang thoảng đầy hương vị thanh xuân. Thảo nào cô bé hướng nhật cười rạng rỡ ở cuối mười chỉ như thế này, trông vẫn chưa đẹp bằng cô em gái tinh nguyện nhà ta. Em gái chúng ta không thể dám. Anh Viễn ơi, anh cho em hôn anh phát, cho em được thỏa thích. Thỏa thích sao? Anh sẽ cho cậu thỏa thích ngay bây giờ. Lầm rồi. Anh Viễn là đại cái miệng chết dẫm của em. Đây là một giọng nói quen thuộc đã ngắt lời anh trai. Tống Tình Vũ, đừng tưởng tôi không biết nhé. Một tháng cấp cho anh 15 vạn tiền tiêu vặt, ngày nào cũng ở trường anh tiêu tiền vào đâu. Những phát ngôn không đáo của Tống Mạc Thư khiến Tống Tình Vũ bắt đầu cảm thấy bất mãn. Chị ba, đây không phải là nơi để nói chuyện. Đối với Tống Mạc Thư không có đáo. Câu nói này trực tiếp bị xác định là không muốn cho vay tiền. Họ nói đúng rồi. Hồn nhiên nuôi mãi các bé lớn lên ở ngoài, không thuần, còn sói mắt trắng. Lời này làm sắc mặt Tống Tình Vũ trong nháy mắt trở nên tệ hại. Anh ghét nhất bị nhắc đến những năm tháng trưởng thành ở nơi đó nhất. Các người đều nghĩ như vậy sao? Lời của cô mà anh cũng không nghe. Khi tôi cần cậu em trai như cậu để làm gì? Anh không cần tôi làm em trai, anh chỉ muốn Tống Viễn thôi đúng không? Liên quan gì đến tôi? Tống Ngọc Thư mới định rời khỏi hiện trường thì bị Tống Ngọc Thư chặn lại. Này, nghe nói cha mẹ ruột cậu giàu lắm, cho tôi một chút đi. À, này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cô định làm gì? Ai là chó thế? Tôi giàu thật đấy, nhưng có vấn đề tôi cũng không cho cậu. Muốn phát điện thì cũng về nhà họ Tống nhà các người mà phát. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bị hai người lần lượt từ chối, ngay cả Tống Ngọc Thư mặt dày như thế cũng không chịu nổi, quay người che miệng chạy mất. Sau khi Tống Ngọc Thư rời đi, khóe miệng Tống Viễn nở một nụ cười, lấy điện thoại ra lặng lẽ nhắn tin cho Hồ Tử. Bên kia vừa thở dài vừa bước ra khỏi cổng trường. Tống Ngọc Thư đã gặp một tên đàn ông cao to đang phát danh thiếp, còn chưa kịp từ chối thì đã nhét vào tay Tống Ngọc Thư để dự phòng, có thể dùng được. Trên tờ giấy ghi rõ, vay tiền không cần người bảo lãnh, cho vay số tiền nhỏ, không cần thế chấp, đến tay ngay. Ta đường đường là tiểu thư nhà họ Tống, bắt ta đi vay tiền. Ngay sau đó Tống Ngọc Thư đã nhét danh thiếp vào túi. Hành động này cũng lọt vào mắt tên đàn ông cao to. Đại ca, lừa đầu, đây là một xe Sambuza 280 chạy đến. Chiếc xe màu đỏ đi xuống chính là anh bá Đỗ Thành Vân của Tống Viễn. Nói, tôi tìm Tống Viễn. Người tìm Tống Viễn không được vào. Vậy tôi tìm Bộ Tinh Nguyệt, tôi là anh trai cậu ấy. Ồ, không được vào. Vậy ông nói thẳng không cho vào là được. Sao còn nói là người tìm Tống Viễn không được vào? Ừ, không đúng rồi anh ơi. Tôi thấy cậu ta vừa đi ra từ bên trong. Chẳng phải cậu ta là học sinh sao? Cậu ta không giống. Nhà cậu ta là nhà đầu tư. Gọi hiệu trưởng các người ra đây. Tôi cũng đầu tư. Thằng nhóc con, thật biết quăng lát. Chào anh, tôi tên Tống Ngọc Thư. Anh tên gì? Tống Ngọc Thư, chính là cậu ta, chị em trai tôi gọi là chị ba bao nhiêu năm rồi, chỉ thế thôi, anh cũng chẳng ra gì hơn. Từ sáng đến giờ, Tống Ngọc Thư cứ ngoảnh mặt đi, trong lòng tự hỏi không biết là mình có phạm phải điều cấm kỵ nào trước khi ra khỏi nhà không. Đẹp trai thì được cái gì, không có tí tố chất gì cả, đã định bụng là sẽ moi móc anh đẹp trai một chút, thế nhưng không hiểu lý do gì Tống Ngọc Thư vẫn quay lưng đi. Vừa cau nhau vừa bước trở lại xe, sau đó gọi điện thoại cho số trên danh thiếp hỏi vay tiền. Nồi béo, ha ha, một tiểu thư đại cắt lại đi chọn vay tiền. Xem ra nhà họ Tống không biết đến dạy con thật, vậy thì để mình hay các người dạy cho. Tới cửa trường, một Thành Vũ bị bảo vệ cản lại, mặc dù đã cố nhiều lần nhưng đành phải quay về chỉ với chút tiếc nuối. Trong lúc chờ trường tan học, anh đến tham dự một buổi tiệc rượu thương mại của thành phố Hải Thành, một tổng hoan nghênh. Môi trường ở Hải Thành chúng ta của thực tốt hẳn, mức kinh tế cũng không tệ. Nhà họ Tống ở Hải Thành hôm nay không tới à? Ở đằng kia kia, vào những dịp mà Lão Tống không tới thì đều sẽ cử cô con gái cả thay thế. Phải nói là con gái Lão Tống nuôi dạy của làng phải thật, gả cho một người chồng giàu có, còn hơn là suốt ngày chui rúc trong đống tường dành cho đàn ông. Con gái của bà ta cũng có bản lĩnh, nghe nói khu phố thương mại ở Tây Thành là do đó kêu gọi vốn đầu tư đấy. Một khúc nhạc kết thúc, Tống Ngọc Thư cũng cầm cốc rượu bước đến, chào hỏi mọi người. Kế hoạch triển khai phố Tây Thành là do cô đưa ra, phố Tây Thành chính là nhờ vào nhà máy cải tạo này. Bà Tống Ngọc Thư đã có được chính nói nhất định trong gia tộc họ Tống và thương nhân ở Hải Thành làm ăn chẳng ra sao cả. Tôi biết là vì Tống Viễn nên cô mới căm hận người nhà họ Tống, nhưng mỗi người một vấn đề thôi. Không không, khi nói về công việc ta cũng bàn về chuyện riêng gia đình. Thành Vân thì không tốt bụng như vậy để nói rõ mọi thứ cho đối phương hiểu. Khu phố thương mại của cô vừa hoàn thành chưa đầy một tuần là sẽ có bộ phận liên quan đến tìm cô để nói chuyện. Kể từ khi bị nhà họ Dung hạ lệnh làm lại thủ tục thì Tống Ngọc Quỳnh càng chú ý đến thủ tục thẩm định hơn. Có lẽ điều này khiến tổng giám đốc Bộ thất vọng rồi. Người cũng gặp rồi, sạp cũng dỡ rồi. Nói xong câu này, Mộ Thành Vân liền rời khỏi tiệc rượu. Cùng với việc tiệc rượu kết thúc, Tống Ngọc Quỳnh cũng bị Tống An Bình gấp gáp gọi về Tống Thị. Rõ ràng em biết nhà họ Bộ có bối cảnh gì mà vẫn không kịp phản ứng, còn chủ động đi đàm phán. Em không có, em đã kiểm tra hết toàn bộ tài liệu rồi, sẽ không có vấn đề gì cả. Đều là Mộ Thành Vân, anh ta nói linh tinh để gây xáo trộn lòng người. Năng lực làm việc của Tống Ngọc Quỳnh là điều không phải bàn cãi. Tống An Bình cũng biết, sau khi bình tĩnh lại, ông ta đang chịu suy nghĩ. Đáng tiếc, sớm biết Tống Viễn hữu dụng như vậy thì trước đây đã không đuổi cậu ta đi. Dù sao thì nhà họ Tống cho cậu ta ăn cũng chẳng bất đi đâu. Nghĩ như vậy khiến ông ta không kìm được nỗi oán hận trong lòng, liên lụy đến cả đứa con gái trước mặt cũng cảm thấy rất bất mãn. Hồi trước nếu các người quan tâm đến Tống Viễn một chút, thì hôm nay nhà họ Tống cũng không phải rơi vào cảnh khó xử như vậy. Nghe Tống An Bình
nói thế, Tống Ngọc Quỳnh đột nhiên gật đầu nhìn thẳng vào đối phương, vẻ mặt khó tin, chẳng phải bố là người ra tay với Tống Viễn nhiều nhất sao? Chẳng phải là người đã bỏ mặc cậu ta sao? Nếu như nhà họ Mộc thực sự có ý định đàn áp tập đoàn, thì cũng là do ông tự chuốc lấy. Đến lúc đó, ông tự chức chịu tội, có thể bảo vệ được tập đoàn. Bước tiếp theo ông định làm gì? Rút bao vây về bệnh viện. Mập, cút ra ngoài này. Lúc này, Tống Viễn và Bổng Tinh Nguyệt tan học về nhà, vừa vào cửa đã thấy phòng khách tối om. Tống Viễn lập tức cảnh giác, chú Tiền, trong nhà hình như không ổn. Tiền Chú, gia lý bất đối. Phòng khách đột nhiên. Có tiếng dòng điện chạy qua, tìm người vào xem thử. Vẫn nửa tiếng rồi mà sao vẫn chưa sửa xong. Hai người vừa mất cảnh giác đã bước tới trước mấy bước. Hoan nghênh em trai em gái thân mến của tôi trở về nhà. Em trai, cuối cùng cũng gặp được em rồi. Cái mũi, chú, cái mũi giống hệt tôi hì. Anh ba, anh không giống như trong bài phỏng vấn lắm. Những hiểu biết của Tống Viễn về anh ba vẫn dừng lại ở cuộc phỏng vấn kinh doanh trên báo chí. Một thành viên trong đoạn video đáp ứng mọi tưởng tượng về một tổng tài bá đạo của biết bao thiếu nữ. Em còn nhỏ nên không hiểu, đi giang hồ phải đeo mấy chiếc mặt nạ. Xem thử anh ba tặng quà gì cho, thích không? Em tưởng phải một thời gian nữa mới được gặp anh ba. Lần này nếu không phải bố lừa em sang nước ép, anh đã đến tìm em từ lâu rồi. Thời gian trôi nhanh thật, không ngờ rất nhanh lại đón kỳ thi giữa kỳ lần thứ hai. Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, tối hôm đó Tống Viễn và Mộc Tinh Nguyệt đã lên chuyến bay đến thành phố Mộc. Sinh nhật của người sinh đôi sắp đến, kéo tờ giấy trai, liền xông tới người bạn học học đánh, còn gọi đứa bạn thân ra tay với anh ta. Có điều anh ta lại không dám chống trả, thậm chí cả lớp đều xa lánh cậu ấy. Cho đến khi cha mẹ cậu ấy phát hiện ra chuyện này, chẳng lẽ vẫn phải đổ lỗi cho tôi sao? Cho đến bây giờ, Tống Ngọc Kỳ vẫn còn chối bỏ trách nhiệm. Thế nhưng mọi người không biết rằng Tống Ngọc Kỳ đã bắt nạt Giang Hối 2 năm. Có điều lần này lại là lần bị thương nặng nhất. Lúc này, Giang bị bỏng vẫn đang đau đớn nằm trong bệnh viện để thực hiện phẫu thuật cắt ra. Có điều, trời sẽ trừng phạt kẻ bắt nạt, không phải chưa báo ứng mà là lúc này chưa đến. Thời gian đến 5 năm sau, Tống Ngọc Kỳ thuận lợi vào đoàn phim Lạc Nguyệt. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo hướng anh ta dự kiến. Tống Ngọc Kỳ, tôi biết cô ở đoàn phim buồn chán, đặc biệt liên lạc với bạn học cũ của cô đến bầu bạn. Bạn học cũ nào thế? Cô gặp là biết. Hóa ra đây là chuyện Tống ở tại buổi tiệc sinh nhật. Sau khi ăn tiệc xong thì được một phen hân hoan đến đoàn phim chơi xảy ra. Thời gian trở lại một tuần trước, Tống Viễn và Nguyệt Nhi cũng đón sinh nhật của họ trong phòng khách nhà họ Mộc. Ông ngoại Tống Viễn đang ngồi gói toán cho anh. 10 năm trước, Lão Gia Tử đã không ra khỏi núi. Lúc đó tiền phí xe bói đã lên tới 1.000 tệ. Địa vị của tiểu viễn này của nhiên khác biệt. Tiểu viễn của chúng ta giúp ông ngoại bốc quẻ. Ông ngoại còn phải tặng một phong bao lì xì lớn. Tiểu viễn phải lắm, có điều hơi nóng trong, phải hạ hỏa kịp thời. Những chú chuột con kia quá nhiệt tình, làm Tống Viễn có phần chịu không nổi. Khó chịu nhất chính là chị gái và anh trai vì cái tên mới của Tống Viễn mà cãi nhau không ngừng nghỉ. Tại sao nhất định phải dùng chữ Thành? Tôi và anh trai tôi đều thuộc hàng chữ Thành, em trai tôi tất nhiên cũng phải đi theo chúng tôi dùng chữ Thành. Những người cổ hủ, Tiểu Viễn và Nguyệt Nhi là anh em song sinh, tất nhiên phải dùng chữ Tinh. Ai mà chẳng biết chữ Tinh trong tên của Nguyệt Nhi là do bà khóc lóc hàng xóm nói thêm vào. Với cuộc cãi nhau về tên, Tống Viễn vốn chẳng để tâm, thế nhưng lời nói của Nguyệt Nhi thì vô cùng quan trọng. Tinh, chữ Tinh giống trong tinh nguyệt ấy, em trai phải giống con. Nguyệt Nhi mở miệng, Mộc Tinh và Khang Vân nhìn nhau. Được, chuyển thành Tinh. Tuy nhiên, chữ viết này không hay, con trai tôi đã xa nhà nhiều năm như thế, sau này không thể đi xa nữa được. Những người khác nghe xong liền gật đầu liên địa. Bỏ chữ viết đi, sau này Tống Viễn sẽ đổi tên thành Mộc Tinh Nguyên. Mộc Tinh Nguyên, con cũng đã có tên riêng của mình rồi. Khoảnh khắc này, Tinh Nguyên cuối cùng cũng có cảm giác như được tìm thấy nhà, rời khỏi nhà họ Tống, cuối cùng cậu cũng có một tổ ấm riêng. Bữa tiệc mừng diễn ra rất nhanh, hội trường được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, trên sân khấu một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Việt đang biểu diễn. Lúc này, Diệu Sơn lặng lẽ lấy điện thoại chụp vài bức ảnh, cô làm gì vậy? Ngay cả sinh nhật của mình cô cũng không thấy chụp ảnh. Vui vẻ chụp chơi, chiều cún. Tiếp theo đó, Diệu Sơn đã chọn một vài tờ và đăng lên vòng kết nối bạn bè, kèm theo lời chú thích, bắt đầu từ hôm nay, xin được học hỏi từ bạn trẻ. Ngày hôm sau tin gia đình họ Mộc tìm lại được con trai đã trở thành đề tài hát trên diễn đàn trường, cũng lên cả tin tức thời sự. Thậm chí các cư dân mạng còn chưa kịp bàn tán đã mở bách khoa toàn thư ra. Thông tin thì phát hiện ra gốc gác ủng hậu của gia đình họ Mộc. Có những người thù hận người giàu chỉ cần nói một câu đèn tối, ngay lập tức bị một đám người xông lên xin lỗi âm thầm. Nếu không có tướng quân Mộc, bây giờ bạn vẫn không biết đó là một kẻ nô lệ cực kỳ không có phẩm giá sao? Đó là sự lừa dối của viện sĩ. Tới lượt anh, muốn ra vẻ à? Phát biểu về hậu duệ của ông ta, anh cũng xứng. Ông nội thổ tử thì sao? Ta lại không đại diện cho việc anh ta có ích cho xã hội hay không? Bạn định nghĩa con người dựa trên cái gì? Cái mỏ đó phải không? Nếu không được thì hãy tìm một lớp học đi. Internet cũng phải là vùng đất ngoài vòng pháp luật, có rất nhiều kẻ nói xấu cũng đã bị chúng cảnh sát mời đi uống trà. Được lợi ích chung hơn nguyên. Vừa quay về trường đã bị bạn học vây quanh. Cho nên là bạn đã đổi tên thành Mộc Tinh Nguyên rồi. Sau này chúng ta không được gọi bạn là Tống Viễn nữa sao? Vô duyên, dựa tên thì có gì lạ? Ai muốn lấy họ Tống chứ? Đúng rồi, tên Mộc Tinh Nguyên nghe hay hơn Tống Viễn nhiều. Tống Viễn nghe như cái tên của một kẻ phản diện độc ác, vừa xuất hiện là sẽ bị giết ngay. Còn Mộc Tinh Nguyên thì khác, nghe có vẻ là nam chính trong phim. Một mũi tên khiến tan bầu trời. Anh Nguyễn ơi, nữ thần của em Lai Sở Chi nói rằng lần này tiền thù lao em nhận được từ cuộc thi, em sẽ dành toàn bộ cho anh. Anh giờ đã chính thức là ông chủ của em rồi. Hóa ra, sau bữa tiệc, vào ngày hôm sau trước, khi vào đoàn phim, Mộc Phạm Hưng đã Lai Sở Chi. Trong buổi Lai Sở Chi, Mộc Phạm Hưng đã cam kết rằng toàn bộ số
tiền mình nhận được khi đóng bộ phim này sẽ được chuyển cho em trai làm tiền tiêu vặt. Làm việc cho em trai đúng là có động lực hẳn, cố lên. Đúng rồi, chị cả của Lạc Đình còn mời chúng ta đến đoàn phim thăm anh, em có muốn đi không? Lạc Đình rất phấn khích, gật đầu như điên. Thế nhưng lý trí nhanh chóng chiến thắng sự phấn khích. Cô biết rằng hiện tại cô phải tập trung vào việc học hành. Tôi đã hứa với thần tượng rằng sẽ học hành thật tốt để đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước. Tôi muốn trở thành fan học giỏi nhất. Cô ấy không đi, chị tôi nói chỉ dành cho nữ thôi. Sao? Xin hỏi ai đấy? Tống Viễn, anh giúp em với. Trên thế giới này không hề có người tên là Tống Viễn đâu, chị tìm nhầm người rồi. Mục Tinh Nguyên, em là chị hai của anh, Tống Ngọc Kỳ, anh giúp em với. Ồ, hóa ra là Tống Tiểu Thư, không biết có chuyện gì. Anh giúp em rời khỏi đoàn phim, em không muốn đóng phim ở đây nữa. Đoàn phim, sao tôi lại có khả năng để cho cô rời khỏi đoàn phim được, cô tìm nhầm người rồi. Anh có mà, anh có khả năng đấy chứ. Tôi đang ở đoàn phim Đạp Nguyệt Hành, Mục Phạm Hưng là nhà sản xuất của bộ phim này, thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Tôi đã thấy tin tức rồi, Mục Phạm Hưng hứa sẽ đưa toàn bộ lợi nhuận của đoàn phim cho anh, chỉ có anh mới có thể đưa tôi đi được. Tống Viễn chẳng trả lời mà cúp điện thoại, khỏi miệng nhận cười. Đoàn phim Đạp Nguyệt Hành, mọi người sắp xếp thế nào thế? Tôi đã nói rồi, tôi không ở chung với người khác, tôi có tiền, các người cứ trừ vào tiền ăn ở của tôi là được. Đoàn phim thông báo như vậy, nếu cô có ý kiến thì có thể đi trao đổi với đạo diễn. Định thế nào thì đến tìm đạo diễn. Công việc của mọi người thật nhẹ nhàng. Nghe thấy đối phương sắp đi tìm đạo diễn, Tống Ngọc Kỳ không còn cách nào đành ngủ lại. Chỉ không ngờ ngày thứ hai cô ta lại có đơn thuốc mới. Ăn đây là cái gì? Thực phẩm cho heo sao? Hả? Cô nói gì thế? Không ăn thì cút đi. Lại nhảy suốt ngày đêm. Ông làm gì thế? Không phải ông bảo đây là thực phẩm cho heo, không muốn ăn thì thôi. Hừ, tưởng là thứ gì ngon lắm à? Tôi còn không được ra ngoài mua, buồn cười. Anh thông quản lý diễn viên đi tới. Ông tìm chỗ nào nghỉ đi? Ông không hiểu không quản nghĩa là sao à? Trên hợp đồng viết rất rõ, 3 tháng này các ông phải ở trong đoàn phim, cho dù đến khi bấm máy, vai bị cắt thì tiền lương vẫn sẽ được trả đủ theo hợp đồng, cứ ở trong này cho chắc ăn. Vào cuối tuần vui vẻ, một Tinh Nguyên dẫn theo bắt sang đến hiện trường quay, phim Tàng Nguyệt Hành ở Hoành Kiếm. Lúc này, Tống Ngọc Kỳ đang quay một cảnh, bất ngờ nhìn thấy Tống Ngọc từ xa, liền chạy ngay tới. Nhìn này, Tống Ngọc Kỳ, chuyện gì xảy ra vậy? Còn muốn quay phim không? Tống Viễn, Mục Tinh Nguyên, anh nói giúp chị với, chị không muốn quay phim này nữa, anh bảo họ cho chị đi. Có gì thì nói, đừng đụng vào em trai tôi, em trai, chị cũng là chị hai của em mà, em hãy giúp chị, từ nhỏ đã nhìn chị rồi mà vẫn chưa từng đánh em à. Những điều đó chỉ là thủ đoạn giáo dục của bố mẹ thôi, không nên ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nghe nói cô suốt ngày đòi giải ước, huấn luyện đóng cửa chẳng phải cũng là thủ đoạn giáo dục của đạo diễn sao? Sao áp dụng lên người cô là cô chịu không nổi rồi? Tống Ngọc Kỳ vừa muốn phản bác lại những lời chế nhạo thì bị Mục Phi Tình cắt ngang lời. Có khi nào lại không giải ước được chứ? Cô chủ nhà họ Tống sẽ không đến nỗi không bồi thường nổi một khoản tiền đền bù nhỏ nhặt như vậy chứ? Nghe đến tiền đền bù, sắc mặt của Tống Ngọc Kỳ trở nên khó coi hẳn. Thực ra đến ngày thứ hai sau khi Tống Ngọc Kỳ gia nhập đoàn phim, cô không chịu nổi môi trường của đoàn phim đã tìm đến đạo diễn. Giải ước, được rồi, theo hợp đồng, cô rời khỏi đoàn phim cần phải bồi thường 480 triệu tiền sáu phạm hợp đồng. Bao nhiêu? Đúng là buồn cười, tiền lương của tôi còn chưa đến 480 triệu, tại sao lại bắt tôi phải bồi thường nhiều tiền sáu phạm hợp đồng như vậy? Nhà sản xuất đã thông báo trước cho cô Tống rằng bộ phim này có chi phí sản xuất rất cao, đoàn làm phim rất nghiêm ngặt về thời gian bấm máy, cấm ra vào nếu rời khỏi đoàn phim. Sẽ phải đền bù một khoản tiền sáu phạm hợp đồng rất lớn, những điều này bà đồng ý, trong vòng 7 ngày làm việc bà sẽ chuyển khoản tiền phạt, sau đó có thể rời khỏi đoàn phim. Nghĩ đến khoản tiền bồi thường lớn, Tống Ngọc Kỳ không khỏi dùng mình, không phải là nhà họ Tống không đủ tiền để trả 480 triệu, mà là bà phải xin tiền Tống An Minh, em rằng ông ta sẽ lột bà một lớp da. Tôi không đi nữa, tôi muốn ở lại tiếp tục quay phim. Hôm nay bà đã bỏ lỡ công việc buổi chiều trong một thời gian, vui lòng quay trở lại phim trường càng sớm càng tốt, nếu không chúng tôi sẽ không quyết toán tiền lương trong ngày hôm nay. Nhưng từ nhỏ đã quen được nuông chiều Tống Ngọc Kỳ, chưa đến một tháng đã hoàn toàn không chịu đựng được nữa. Tôi cầu xin anh hãy để họ cho tôi đi. Vừa rồi vào giờ ăn trưa, Mục Tinh Nguyên cũng đã gặp đạo diễn, cơ bản là đã hiểu rõ tình hình của đoàn làm phim.